Hello, xin chào mọi người, trở lại với Hà nha. Hôm nay thì Hà lên cho mọi người mẫu Exeter 155 2024 lên màu xanh rất là đẹp nha mọi người. Cái màu xanh này là bên Hà độ màu nha cả nhà. Nên mọi người thấy cái màu xanh này ở những cái đại lý khác là không có. Là lý do là tại vì bên Hà độ màu á mọi người. Còn về phần xe thì xe mới 100% nha. Bên Hà chỉ sơn áo thôi nha cả nhà. Cái phần tem và áo thì bên Hà thiết kế như vậy mọi người xem ha. Logo Yamaha nè. Tem bên Hà thiết kế rất là đơn giản, không có cầu kỳ phức tạp quá nha mọi người. Đây là 2024 nên mình nhìn cái phần mão với lại cái phần mặt nạ là mình sẽ thấy nó sẽ được vuốt nhọn lên rất là cao so với lại cái mẫu cũ ha. Và trên cái mão còn có thêm một cái lỗ nữa, này không biết là tác dụng nó là gì Hà cũng không biết nữa, nhưng mà thấy nó cũng đẹp đó mọi người. Nhìn nó cũng là cái điểm nhấn của xe ha. Xe này là phiên bản cao cấp khóa thông minh, sẽ có smart key, có cổng sạc cho mình luôn nha mọi người. Xe mới 100%, động cơ bảo hành toàn quốc 3 năm 30.000 cây trên toàn quốc luôn nha cả nhà, tại tất cả các đại lý Yamaha Town luôn. Ngoài ra xe này có một cái điểm nữa mà chắc mọi người nhìn vào là mọi người thấy rồi đúng không? Đó là cái phần bánh xe đã được độ nhỏ rồi ha. Đây là mâm 5 cây với lại lốp nhỏ luôn ha. Tại vì Hà thấy là có nhiều anh chị hỏi Hà về cái vấn đề là xuống bánh nhỏ, nên là bên Hà lên sẵn cho mình như vậy luôn ha mọi người. Nhưng mà cái phần bánh nhỏ này á, khi mà mọi người lên thì đương nhiên là cái bánh zin Hà cũng sẽ gửi trả lại cho mình nha. Thì lên cái bánh nhỏ này tầm khoảng 3 củ mấy đó mọi người ha. Đó, lên cả mâm với lại cả lốp nữa tầm 3 củ mấy á. Có gì liên hệ để Hà tư vấn phần đó cho mình ha. Còn mẫu xe này hiện tại đang có giá là 48.900 nha, phiên bản 3D mà khóa thông minh nha. Còn nếu mình lấy phiên bản khóa chìa thì nó rẻ hơn. Ví dụ chẳng hạn như là cái chiếc màu xám đen này nè. Đây là phiên bản 3D luôn nhưng mà là khóa chìa. Còn mình thích cái màu hồi nãy mà khóa chìa vẫn được nha, tại vì dàn áo nó y chang nhau rồi cả nhà, nó không có khác gì hết ha. Màu vàng màu xám này bên Hà phối với tem màu vàng gold rất là đẹp ha. Tem này bên Hà sơn chìm vào xe luôn ha, mình xài nó bền hơn ha mọi người. Không có sợ bị bong những cái chỗ này ha, tại vì mình dán nó dễ bị bong những cái chỗ này nè. Còn mình sơn như vậy thì sẽ đỡ hơn nha mọi người. Xe của mình á là dòng 155, có thêm van biến thiên VVA nữa, nên là mình chạy rất là bốc luôn ha mọi người. Rất là bốc luôn và đi đường trường rất là phê luôn nha cả nhà. Và hiện tại thì mẫu xe này nó có rất là nhiều màu và cũng rất là nhiều phiên bản luôn ha. Nó sẽ dao động từ khoảng 44 triệu trở lên, từ 44 cho tới khoảng 51 luôn nha cả nhà. Nó có rất là nhiều phiên bản, tầm khoảng 7-8 phiên bản luôn á cả nhà. Đó, và mua gốc thì mình chỉ cần đưa trước tầm khoảng 4-5 triệu trở lên ha. Đương nhiên là cũng phải tùy phiên bản, với lại tùy theo cái giấy tờ mình có đó mọi người. Ví dụ mình có căn cước công dân hay là bằng lái hay là gì đó thì nó sẽ quyết định cái tiền trả trước của mình luôn nha. Và nơi đăng ký biển số nữa. Hà báo giá thì không bao gồm đăng ký biển số đâu, tại vì Hà cũng chưa biết mình sẽ ở đâu. Mỗi một khách hàng đều có nơi đăng ký khác nhau nha cả nhà. Và màu xe Hà đang có sẵn cho mình rất là nhiều, mình có thể tới trực tiếp cửa hàng để mình lựa chọn. Còn trường hợp mọi người mình muốn xem mẫu thêm kiểu như là chi tiết hơn á, thì mình có thể nhắn qua số Zalo của Hà 0937 438101 để Hà gửi hình qua cho mình nha, và gửi địa chỉ cửa hàng cho mình. Và thủ tục mua gốc bên Hà thì rất là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân gốc là mua được rồi. Còn đương nhiên là mình có thêm giấy tờ gì nữa thì càng tốt ha. Và trước khi tới đừng quên gọi cho Hà qua số hotline đó, sẽ được giảm thêm từ 1 đến 2 triệu xăng xe đi lại nha. Địa chỉ cửa hàng ở DT741 Hòa Lợi Bến Cát Bình Dương, gần ngay chợ Nhật Huy nha mọi người. Nếu mà mình ở xa quá thì có thể đến ngay cổng 1 Đại Nam, Hà hỗ trợ đón vào đây nha mọi người. Từ cửa hàng của Hà tới Đại Nam là tầm khoảng 6 cây á mọi người nha. Đó, thì nếu mà mình không có rành đường thì mình tới đó Hà sẽ hỗ trợ đón. Còn anh chị nào mà ở ngoài khu vực miền Bắc, miền Trung, những khu vực đó không có những cái màu độ này nhưng mà mình thích thì mình có thể đặt để Hà ship nha. Bên Hà có ship toàn quốc cho mình luôn nha mọi người. Hôm nay thì chúng ta tạm dừng video ở đây. Mọi người xem xong đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ Hà nha. Với lại quan trọng là tới cửa hàng nhớ alo cho Hà nha cả nhà. Xin chào và hẹn lại cả nhà.